Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, Kevin De Bruyne xứng đáng có riêng cho mình một cuốn sách giáo khoa về chuyên ngành chuyền bóng. Vì vậy, Saba đã nỗ lực để tổng hợp nên 6 dạng đường chuyền đã tạo nên tên tuổi của một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. 1. Xẻ dọc trường sân. Đối với một bậc thầy như De Bruyne, câu hỏi không phải là anh có chọc khe tốt hay không, mà là liệu có ai sẵn sàng di chuyển để đón bóng từ tiền vệ sinh năm 1991. Với việc Erling Haaland xuất hiện trong màu áo Man City, nhạc trưởng người Bỉ có thêm một địa chỉ đáng tin cậy để gửi quả bóng đi. Nhưng thực tế là suốt nhiều năm qua, De Bruyne vốn đã tạo ra vô số đường chọc khe chuẩn như trò chơi điện tử cho Sergio Aguero, Raheem Sterling hay Leroy Sané. Ví dụ như tình huống trong trận đập Liverpool năm 2017, khi anh ngay lập tức nhận ra Aguero đang băng xuống. Quả bóng được thả với lực chân vừa đủ xuyên qua khoảng trống giữa hàng phòng ngự De Kop giúp Aguero dễ dàng lập công. Hay như trong chiến thắng trước Leicester City mùa 2020-21, De Bruyne khởi nguồn cho bàn thắng bằng đường chọc khe cho Gabriel Jesus. Khoảnh khắc cuối cùng của mục đẻ xuất hiện ở màn thư hùng giữa Man City và Crystal Palace ở mùa 2018-19, De Bruyne đẩy quả bóng đi một quãng đường chừng 40m với quỹ đạo và lực hoàn hảo. Bây giờ là mục 2 với tên gọi đường cong quyến rũ. Đây chính là kiểu chuyền bóng mang thương hiệu của tiền vệ 31 tuổi, thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn 2018-2020. Từ vị trí bên hành lang phải, phía ngoài vùng cấm địa, cách đường biên ngang khoảng 10-20m, De Bruyne vẽ nên những đường cong tầm thấp hoặc cao, hướng về chấm penalty hoặc cột xa. Hai nhân vật chính được hưởng lợi từ tài năng của số 17 là Aguero và Sterling. Nếu người đầu tiên không chạm được vào bóng, cơ hội sẽ đến với người thứ hai. Suốt một thời gian dài, kiểu chuyền này trở thành điểm nhấn trong một bài phối hợp thông minh mà Pep Guardiola hướng dẫn cho các học trò. Thông thường, Man City sẽ cố gắng áp đảo quân số bên cánh phải. Với sự xuất hiện của hậu vệ cánh, ví dụ Kyle Walker, và tiền vệ cánh, thường là Bernardo Silva, đối phương đôi lúc không thể theo sát De Bruyne. Sau khi lùi về hoặc tăng tốc trồng biên, anh sẽ có cơ hội thi triển sở trường của mình. Ở mục thứ 3, chúng tôi quyết định đặt tên là vết cắt ngọt lịm. Cách diễn tả xé toang hàng phòng ngự có thể áp dụng tại đây. Pha dọn cỗ kiểu này thường diễn ra vào lúc chuyển trạng thái, khi đội hình đối phương bị xô lệch và De Bruyne nhìn thấy đồng đội đang băng lên từ cánh đối diện. Đường chuyền mà cựu sao Chelsea gửi đến Sané vào năm 2017 xứng đáng là một trong những pha kiến tạo đẹp nhất lịch sử làng túc cầu. Càng nhìn kỹ vị trí của các cầu thủ Stoke, ta càng thấy quỹ đạo của quả bóng trở nên điên rồ hơn. Trong mùa giải này, De Bruyne cũng đã nhắc nhở khán giả về sự nguy hiểm của anh khi Man City phản công. Lần này, Julian Alvarez là người nói lời cảm ơn với đàn anh. Tiếp theo, hãy đến với bài học có tiêu đề cú lừa thế kỷ. De Bruyne thường khiến khán giả trầm trồ vì những lần anh hoàn thành chuẩn chỉnh một đường chuyền mà mọi người đều đã mường tượng được. Nhưng có những lúc, anh còn làm cổ động viên há hốc mồm bằng một ý tưởng chẳng ai đủ sức nghĩ đến. Dưới đây là pha bóng mà 99% người theo dõi Ngoại hạng Anh đều đã biết. Vấn đề là thật khó để lý giải tại sao De Bruyne có thể tìm được Sané dù chẳng cần nhìn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo thậm chí còn khó tin hơn. Bóng không chỉ đi qua một rừng những cái bóng áo sọc trắng đen, mà còn chui qua hai chân tiền vệ Joe Willock. Đây là chọc khe, ở ngưng nghĩa tinh túy nhất của khái niệm này. Tại mục 5, hãy xem De Bruyne làm phép bằng cú Chivela ảo diệu. Không quan trọng anh đang đứng tại khu vực nào, chỉ cần anh cảm giác đó hợp lý, thì một cú vẩy má ngoài đẹp đến nao lòng sẽ xuất hiện. Ở tình huống này, các cầu thủ Man City đáng lẽ phải lập công sau khi nhạc trưởng 31 tuổi đã dọn cỗ quá ngon ăn bằng quả Chivela nhẹ nhàng, tinh tế mà vô cùng chính xác. Nếu ví dụ trước diễn ra bên cánh trái, thì lần này bàn thắng bắt nguồn từ cánh phải. John Stones đã không phụ công sức của người đồng đội. Cuối cùng, hãy đến với một phẩm chất mà bất cứ chân làm bóng nào cũng cần phải có, đó là khả năng thiết lập nhịp điệu. De Bruyne biết lúc nào cần thêm một chút gia tốc cho tình huống tấn công. Đôi khi, pha lên bóng của The Citizen bị chậm lại, nhưng rồi số 17 xuất hiện và bằng một cú chạm trông khá đơn giản, anh đưa đồng đội vào tư thế sẵn sàng công phá. Ở đây, Hao Cancelo và Jack Grealish đang cân nhắc các lựa chọn. De Bruyne bước đến để đập nhả nhẹ nhàng, tạo cơ hội cho Cancelo căng ngang. Từ đó, tình huống thực chiến trở thành pha đá tập của đội chủ sân Etihad. Chuyện tương tự xảy đến ở màn thư hùng với Burnley mùa 2021-22. City đưa bóng sang cánh phải, Sterling gửi nhẹ cho De Bruyne rồi băng xuống. Nhịp điệu bỗng chốc tăng lên và đội chủ nhà không kịp trở tay. Đó cũng là những lời phân tích cuối cùng về thiên tài Kevin De Bruyne trong video lần này. Hy vọng các bạn cảm thấy thích thú khi theo dõi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.